Hello, xin chào tất cả anh em. Đấy, hôm nay anh em vừa mới đi rừng tìm được cái cọc cây rất là lạ, đẹp, có unu. Đấy. Biết là gỗ gì, thế lạ thôi là mang về. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ giúp em nhé, lịch sưu tầm trời nhé. Biết về cố là thế lạ thôi, lấy thấy lạ là anh em lấy về thôi nhé. Đấy, anh em nào quan tâm cái cố này, cố nung, cố mắt đấy, rất là nhiều luôn, cố nung. Đấy, đếm đo kích thước cho các bác xem, cao 80 nhé, cao 79, 79, 79, cao 79. Ngang 30. Sâu ở trên là 17 nhé. Rộng 20. Đấy, ở phía dưới nó to nhé. Đấy. Các bác nào quan tâm gỗ thì liên hệ với em nhé. Đấy. Quá là đẹp luôn. Đấy. To đùng. Để anh em về tự làm chơi nhé. Đấy. Đặc biệt đây nó có cái nu unu. Đấy. Các bác nào thích thì giao lưu nhé. Về anh em về được tối luôn. Đấy, siêu đẹp. Đấy, các bác ạ. Unu đây các bác. Đấy, cổ rất là đẹp. Không biết củ gì nhá, em không biết về củ gì nhá. Đấy, các bác nào ưng thì hãy chốt nhé, chốt thì hãy liên hệ cho em nhé. Rất đẹp. Quay rõ cho các bác xem. Chun. Chun nu. Em quay xung quanh. Các bác nào trưng đi cô thì rất là ok luôn. Đấy. Trang trí quạt sạch đi sạch sẽ là đẹp. Đấy. Đấy, ok, giờ em sẽ kết thúc video từ đây nhé. Cũng muộn rồi. Cảm ơn tất cả các bác xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.